Vì đó ngoài cái công việc bán gạo để mà với lại chăm sóc anh Lâm nè. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị là ngôi nhà của bà Chính với lại anh Lâm. Anh Lâm là người mà bị một cái tai nạn giao thông, thì sau này anh tự chế một cái gồng gọc để cứu sống bản thân của mình đó cô bác quý anh chị. Trước đây Bùi Hồ cũng có quay clip về hoàn cảnh của anh cũng như là bà Chính. Thì hôm nay thì cũng là thời gian khá là lâu sau đợt dịch Covid. Thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân là con thứ ba và bà ba, là con của ông giáo sư Bùi Quang Huệ ở Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai đó, có hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Lâm với lại bà Chính, cũng như là rất là khâm phục về cái nghị lực sống của anh Lâm cũng như bà Chính. Và hôm nay thì Bùi Hồ đến đây để thay mặt cho Mạnh Thường Quân thì trao trợ duyên cho anh cũng như là bà Chính một cái số tiền để trang trải hàng ngày. Và đến đây thì bà Chính bà mới làm công việc rồi, bây giờ chưa có vô được. Đây. Bà Chính ơi. Dạ, con đi vô, con chó nó có sổ không bà Chính? Con đi bước đường này nha bà Chính. Con bước đường bên đây nha. Bước đường bên nhà anh Lâm nè. Dạ. Mỗi lần đi đến đây đều có một cái sợ cái con chó, cơ bác anh chị nó sủa, trời nó sủa luôn rồi. Mọi cái công việc mà sinh hoạt hàng ngày của anh Lâm đều được bà Chính lo tươm tất hết à. Đeo khẩu trang vô luôn ha anh. Anh Lâm có được chích ngừa không? Có, mới chích 2 mũi đó. 2 mũi có anh ha, Áp Trang ha. Dạ. Phước Nhật. Cái bứt cái mũi luôn bà Chính ơi. Cái lên nữa, cái cạm bỏ đi. Cái xuống cạm nó tụt không à. Nè mọi người, hôm nay thì Bùi Hồ quay lại cho cô bác quý anh chị xem rồi cái hệ thống mà gồng gọc anh Lâm tự nghĩ ra. Và ba của mình làm á cũng khá là lâu mới quay lại hoàn cảnh của anh Lâm nè. Đây là cái giống như cái vật lý trị liệu mà không có tính tiền á. Và cái gồng gọc này đều do anh tự thiết kế hết à. Hai tay. Hàng ngày cái việc mà tắm rửa vệ sinh đều bà Chính đều lo cho anh Lâm hết à. Đó. Này là gồng gọc này làm chị được mấy bài nè, mấy cái vận động mấy cơ anh Lâm. Nó cho là vận động hết luôn. Hết trơn đồng bộ. Chỉ có bàn giò là có năng lực này được luôn nè mọi người. Nếu như mà không có gồng gọc này thì anh Lâm rất là khó khăn trong cái việc vận động, máu nó sẽ chạy không đều ha. Đấy, đó mà mọi người thấy bà Chính lo thôi. Và thậm chí là anh sau này anh còn suy nghĩ chế ra là cái công tắc anh tự bật luôn á. Cái đó là hai tay ha. Ủa hình như là anh này em mới chế ra nó thanh lâm. Cái gì? Cái này nè, gắn miếng này nè. Lúc trước em thấy nguyên cơ thể luôn mà. Đó giờ, nhưng mà tại vì cái lúc anh qua thì làm một số động tác cho thôi chứ đâu có làm hết. Mình muốn nói mà. Dạ. Cái này thấy nó mới hơn. Nếu mà làm hết thì đâu có thời gian, nói chung là vậy. Nè, hệ thống nó gõ ghẻ, gồng gọc của mọi người. Đó, nó cứ kéo cái tay của anh cứ lắc cho máu nó chạy đều á. Rồi hỗ trợ đó thì mới làm được cái vùng dưới đó. Dạ. Bạn bè nó đang về. Đây nè. Anh thì không thể tự chế mà anh tự nghĩ ra mà ba có anh làm đúng không anh Lâm? Thì nghĩ làm sao sai đó thì nhà thợ rồi làm. Nhà thợ. Ở dưới này có một cái mua tưa. Đó. Rồi chạy lên cái bên đây. Sau nó sẽ cái dây này nó sẽ đi lòn theo một cái đường này nè mọi người, và nó vận động đó. Sức khỏe của anh Lâm là sao, khỏe anh Lâm ha? Dạ cũng khỏe hơn chứ, tại vì nó sẽ lăn, nó tự chạy ngoài luôn. Ừ,
chạy được. Có xe lăn tự chạy được mình luôn hả? À. Ồ hôm nay nó có chiếc xe lăn kìa. Dạ. Nhờ xe lăn đó mới đi xuống chạy tới chiếc ngựa luôn đó. Ờ. À. Chạy tới cái đây cũng xa lắm mấy cây là. Ồ xe lăn đó là anh mới mua anh Lâm? Bạn bè không chạy đó. À. Về đó luôn cái phần cũng có nói đó. Dạ. Ờ em nhớ rồi. Lúc đó bị dịch kẹt là ở Đồng Nai. Chiếc xe lăn nó chắc mất rất là mất tiền luôn. Cũng hai mấy triệu. Hai mấy triệu. Dạ. Nè mọi người, trước khi mà có một cái chiếc xe lăn như thế này thì Lâm tập trị liệu bằng nguyên một cả một cái vàng gồng gọc như thế này đó, khủng khiếp không. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ xem cái clip này, có những cô bác quý anh chị sẽ chưa xem được cái clip, những cái clip trước mà Bùi Hồ đã quay về cái việc tập của anh Lâm. Anh Lâm có thể nâng ngực được, nâng cái lưng được lên được luôn á. Anh Lâm ơi, hôm nay thì có thể tập cho em và mọi người cũng như là cô bác quý anh chị mà chưa xem cái clip của em á, cho tập nâng cái cơ thể anh lên được không anh Lâm? Bây giờ giảm cái đầu. Nâng lên cho Lâm là nâng sao? À, cái ở trên cái gồng gọc này nè. Nâng cái chân gồng gọc dạ. Này hoạt động đó, máng này máng kia cho hoạt động. Thì cái này đứng máy vô thôi, tắt máy vô thôi. Dạ. Cô chính là làm cái công việc là đi bán gạo ở ngoài chợ. Sáng nay cô chính có đi bán ở ngoài chợ, bán gạo ngoài chợ không? Sau này không còn bán ở chợ nữa. Sau này không còn đi chợ nữa. Ai kêu thì cô đem, còn không có gì thôi. Dạ. Vì gia đình gì rồi đâu có bỏ nó đi. Bỏ ta rồi. Giờ để một tay nha, rồi máng cái gì không thấy được. À cũng được. Vậy ngon. Học cho học xuống. Học xuống. Xay quá kia. Học thấp xuống. Học thấp xuống mắt đi. Này phải ở nhà làm nó kêu làm này làm cái kia làm cho nó. Chứ hôm nay đâu có một mình nó không có máng cho nó tập được. Ừ. Này là nâng cái đầu rồi. Nó vô đây luôn hết rồi. Đổ mất rồi. Đổ xuống. Cô chính là bà chính là năm nay bao nhiêu con quên rồi bà chính? Dạ, 79 rồi. 80 rồi. Ờ, à, gần đó. Chúng ta 79. Chúng ta 79, đổi tay 78. Thở tay rồi được luôn. Ừ, ta nha. Tôi cũng mấy cái gót nó cũng còn cột cái gót. Sẵn cột cái gót luôn anh. Cái này là tập cái động tác trên đây, lưng gỡ lên ra nó ra. Dạ. Đúng rồi, tay học xuống rồi. Đây. Nhà máy chưa nghe luôn. Cái này góc không? Cái này góc luôn. Thích nhất nha. Trời Phật độ cho bà Chính có được cái sức khỏe. À, cũng nguyện nha, trời Phật qua cháu ơi. Dạ. Để mà giúp cho Lâm nó phục hồi cuộc đời của nó. Có đôi khi nào mà trăm tuổi già mà bà Chính yếu rồi thì sao? Bà Chính có khi nào nghĩ vậy không? Thì bà cũng nghĩ là không biết tới đó rồi có ai thay thế cho bà cái nhiệm vụ này cho nó. Dạ. Bà cũng còn đang phân vân vậy lắm chứ. Dạ. Thương lắm. À, chịu cực dữ lắm đó. Ngày hôm nay nó mới được về cái là năm nay là bao nhiêu năm rồi bà Chính? Năm nay nữa là 14 năm rồi. Ừ. 14 năm gồng gã. Dạ. Bà Chính là chỉ là không phải là mẹ ruột mà chỉ là người dì thanh lâm cô Chính cô. Thì thấy nói gì đâu có bỏ được
Thì nó cũng biết ngoan này kia cho nọ, biết cách ở đời này, dễ thương, nó sớm rồi người ta cũng thương nó. Ngày xưa anh Lâm là đi học nông lâm chế biến, chế biến thủy sản anh Lâm? Bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y. Mà vô tình thì đậu xe trên vỉa hè, thì một cái chiếc xe nó tông vô anh Lâm, thì bị tới giờ luôn. Lúc năm 20 mấy tuổi? 26 á vậy anh Lâm hả? 28 hả anh? Rồi nhỏ. Thì coi nạn lúc 2008 thôi. Ờ. 7 tháng 3. 2008. Thấy không anh Lâm tự tự làm cái con gặt ở bên cái tay này nè. Cái tay này nè. Ừ. Là cái đó là cái con tắc luôn á. Con tắc nó với đằng kia đó. Đó. Nếu dở mình lên hai chiếu rồi rót cái cây này vô đây. Dạ. Đúng là cái hoàn cảnh của anh Lâm gọi là không đầu hàng trước số phận. Nó cương quyết. Cương quyết, nghị lực phi thường đó mọi người. Để anh Lâm cũng là một cái nguồn động lực sống cho tất cả các bạn trẻ mà thường hay bi quan á trong cuộc sống á. Thì anh Lâm coi như là giống như là một người mà truyền cảm hứng sống cho mọi người vậy á. Hồi nó xuất viện về cũng như bộ xương gì nó cũng chết xong rồi chứ ơi. Dạ. Nó nghĩ là nó ấy nhưng mà nó không biết. Nó làm rồi lúc đó không có máy gì đập nó biết gì. Nhưng mà tuổi còn trẻ thì gì làm cho nó được. Sáng ra là tắm rửa rồi là gì tập với nó. Nhiều vô ngừng vô rồi. Mình ăn ngủ gì thoa bớt cho nó hàng ngày luôn. Nhờ nó sáng kiến cái kế máy này nè, nói giờ hết tiền rồi làm sao mà tập được nữa. Thôi giờ cô con cái bá Lan đi. Con về nghiệm ra một cái động tác để tập. Rồi cô chính nó nói ra, trời ơi tiền đã hết rồi làm bá Lan nữa biết có tiền hay là không. Thế nó nói là cô làm đi chứ bây giờ không tiền muốn tập mà cô để nằm là có việc luôn. Cô chính nó thấy vậy kiểu con nhỏ cháu á, đi mua cái ba lan mà cũ con cho xài á, rồi đem về cho nó thiết kế. Rồi nó kêu ba nó làm thấy từ từ nó làm được tiến hành lên luôn á, cũng mấy nhà tình thương á, nó lợi tới chiều mới lên rồi ta mới giúp đỡ người ta mới đưa tiền mua mấy cái gồng gọc này cái nọ từ từ cho nó với thiết kế cái dàn tập nè mình chỉ cho người ta mình có ý kiến mình xin vậy đó rồi người ta từ từ nó hỗ trợ từ mới lên nó hỗ trợ bà móc cao lên nó bà chính móc cao lên hay sao thì móc cái này cao á nè bà chính cũng gần 80 rồi. Cũng sắp sửa gần 80 rồi. Mỗi lần đi xuống đây đều có một cái cảm xúc khác nhau riêng đối với Bùi Hồ. Không biết thì khi mà cô bác quý anh chị xem một cái thước phim này như thế nào. Chứ thật ra thì đối với mình Bùi Hồ đây thì có cái cảm xúc rất là khâm phục một cái ý chí của anh Lâm. Ba mẹ của anh thì bây giờ không có còn nữa, chỉ sống chung với cô thôi à. Hàng ngày thì cô chính thì cũng không có làm cái công việc gì đó ngoài cái công việc bán gạo để mà với lại chăm sóc anh Lâm nè. Đây là một cái công việc nhỏ trong rất là nhiều cái công việc mà hàng ngày bà Chính phải làm. Ngoài cái công việc mà để gắn dây vô cho anh Lâm tập á, thì bà Chính còn phải cái công việc đó là tắm rửa, vệ sinh, thậm chí cả ăn uống luôn nữa.
Rồi thôi nhận được anh không? Dạ, để cho anh tập một ngày. Thường thì anh Lâm tập mỗi một ngày vậy á, ít ít vậy á, nhưng mà tập nhiều lần trong ngày chứ không có hết luôn lần một à. Đó, bà chỉnh đồ tháo ra nè. Hết chưa tháo gì thì tháo nay. Một tập nhiều lần lắm nhưng mà tập có lúc rồi cũng nghỉ thì lần nó qua. Nghỉ bây giờ bà đâu có đi đâu được. Chỉ đi đâu cũng ngán suốt rồi trở về. Bây giờ ta có cái tay. Cái nghị lực của anh là phi thường luôn á. Không có nhiều người lại có một cái ý chí như anh Lâm đâu. Ít lắm mà rồi. Đa số là một là quế chết chứ không có sống đâu, cho mười mấy năm rồi. Dạ. Bạn nó hay rồi tập trung lại cho nó chứ cho Lâm hỏi về tâm muốn gì. Bạn đang học ngày xưa hả anh Lâm? Ừ. Em muốn chung kiếm cho Lâm. Nó để anh em tập trung lại rồi cho Lâm kiếm cho Lâm. Con mời bà Chính qua đây ngồi cũng như bà Chính. Bà kế luôn đi. Đây là ngày hôm nay là chắc lần thứ ba hay thứ tư thì con xuống thăm lại hoàn cảnh của bà Chính với lại anh Lâm. Thật ra thì có những cái hoàn cảnh thì con giúp đỡ một cái thời gian thôi. Thì sẽ cho người ta một cái động lực người ta sinh sống trong cái cuộc sống đối với những người mà họ lao động còn được. Nhưng riêng đối với hoàn cảnh của bà Chính với anh Lâm á, thì con cũng thường nhận những cái phần hỗ trợ thường xuyên đi đến đây thăm. Tại vì con biết được là cái bà Chính thì tuổi cũng đã cao. Anh Lâm thì lại vận động khó khăn như vậy nữa. Mà lao động thì đâu có ra tiền gì đâu. Nên là nữ là có một cái chú. Cái chú này thì ở bên Mỹ. Đó là con trai thứ và bà thứ ba. Con trai thứ và bà thứ ba của gia đình ông Bùi Quang Huệ là cựu giáo sư của trường trung học Ngô Quyền ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì hôm nay thì đến đây để mà con thay mặt cho chú với lại bà thứ ba con của giáo sư ông Bùi Quang Huệ thì ở trường chuyên Ngô Quyền thì gửi cho cô Chính với lại anh Lâm số tiền là 200 đô tương ứng với lại 4.600.000 đồng để xoay sở trong cuộc sống. Đoạn đường thì cũng khá là xa nên là nữ là con cũng về thì cái con đi xuống sẵn chuyến thì con đi xuống luôn để trao cho bà với lại trao vậy thì có thời gian xoay sở tiền bạc đó bà. Thì con thay mặt cho chú với gửi cho bà ha. Con gửi bà 1.000.000 ha. 2.000.000 3.000.000 4.000.000 600.000 đồng. Con chúc bà Chính luôn có sức khỏe nè. Con thay mặt cho chú với cô ở bên chị thứ ba đó là của ở bên Pháp á. Một cô ở bên Pháp với lại một chú ở bên Mỹ là hai anh em ruột hay sao á. Thì gửi cho bà Chính thì con thay mặt cho cô với chú để chúc cho bà Chính luôn có sức khỏe dồi dào. Đồng thời là anh Lâm thì đến một cái thời điểm nào đó sẽ có một cái phép màu nào đó đến với anh Lâm. Ít ra thì cũng được có một cái người một cái tấm lòng tốt nào đó để đồng hành cùng với anh Lâm trong cái khoảng thời gian sắp tới. Cô cũng thay mặt gia đình của Lâm xin gửi lời cảm ơn giáo sư Bùi Quang Huệ. Con của ông giáo sư Bùi Quang Huệ đó. Con của giáo sư Bùi Quang Huệ. Dạ, xin kính chúc gia đình được nhiều sức khỏe, may mắn, làm ăn tiến lên phát tài. Anh Lâm cũng nói gì không anh Lâm? Lâm gửi lời. Con muốn gửi đến con của giáo sư Bùi Quang Huệ đó. Dạ. Cùng với
hai người con của hai người con cùng với người con hay hiểu không? Dạ, hai người con là anh chị em. Dạ. Chúc mọi người có một cuộc sống an lành hạnh phúc. Dạ. Con cũng vô cùng trân quý sự giúp đỡ của mọi người. Xin hứa sẽ cố gắng giai đoạn sắp tới sẽ cố gắng làm được cái gì đó. Dạ. Thì sắp tới chắc là sẽ hàng thêm cái máy che đó rồi ra làm công việc đầu tiên chắc mấy số quá. Dạ. Nói cho mọi người vui vui thôi. Hôm nay có một tin vui. Cũng lập hồi Tết rồi cũng tới giờ thì chạy cũng được rồi. Dạ, ok. Để xe cũng được rồi. Hồi em sẽ đưa cho anh Bùi coi cái clip đó ha. Dạ. Tại vì mới lên sạc. Dạ, chắc có lẽ thời gian tới em sẽ xuống. Thì hôm nay cũng thay mặt cho chú Kinh Vinh Trần gửi cho bà Chính một cây chai dầu. Chai dầu này thì bà Chính đề xuất từ từ để cho ấm. Với lại bà Chính Vinh Lâm sức dạ. Bà Chính cũng cảm ơn cháu đã tặng. Chai dầu này chú Kinh Vinh gửi từ Mỹ về luôn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái này dầu thiệt của Mỹ á bà. À, cực khổ lắm. Dạ rồi thôi một lần nữa coi con xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú mấy quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Con xin thay mặt cho tất cả các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho bà Chính từ trước đến nay cũng như là cho anh Lâm ở kênh của con cũng chúc cho bà Chính luôn có sức khỏe dồi dào và anh Lâm luôn có một cái nghị lực phấn đấu tuyệt vời hơn nữa. Dạ, hẹn Lâm ha, để sau này quay trở lại. Dạ dạ. Tên của anh càng lớn mạnh để nhiều người coi có nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ hơn ha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ con. Em vô cùng luôn ha. Dạ dạ, con chào bà Chính. Cảm ơn. Có lẽ là xin kết thúc video clip này tại đây. Về cái hoàn cảnh của anh Lâm với lại bà Chính thì chia sẻ với mọi người á, hoàn cảnh của anh Lâm với bà Chính á, là sau lưng trường rồi sau lưng đài truyền hình Vĩnh Long ngay chỗ quảng trường á, chạy vô hỏi là chỗ hoàn cảnh của anh Lâm bị tai nạn giao thông á, thì đi tật như vậy đó. Với lại bà Chính thì mọi người ở đây sẽ biết thôi bà Chính. Làm phước như vậy là rất là tốt. Dạ. Cũng có tâm thần đạo đức. Dạ. Dạ con chào bà Chính.